Phật tử ví như ngồi thuyền muốn vào biển lớn, chưa đến biển thì dùng nhiều công sức, nếu đến biển rồi thì chỉ theo gió mà đi, chẳng mượn sức người. Vào đến biển lớn, nghĩ gì làm trong một ngày, sánh với chưa đến. Lúc chưa đến thì ví như trải qua trăm năm, cũng chẳng bằng lúc đã vào biển. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, ví như ngồi một chiếc thuyền buồm lớn muốn đi vào biển lớn. Khi thuyền chưa vào biển thì phải dùng nhiều công sức người mới có thể làm cho nó đi mau vào trong biển. Dụng công phu lớn, thời gian nhiều lại rất chậm. Khi thuyền đã vào trong biển rồi thì thuyền sẽ theo sức gió mà đi, chỉ cần thêm chút ít sức người thì rất thuận lợi tiến về trước. Lộ trình đi như vậy sánh với người sớm dùng nhiều công sức người mà đi rất chậm. Khi chưa vào tới biển, hiện tại lộ trình thuyền đi một ngày, e rằng trải qua trăm năm cũng không bằng hiện tại đi một ngày khi thuyền đã vào biển rồi. Phật tử, Đại Bồ Tát cũng là như thế. Tích tập căn lành, tư lương rộng lớn, ngồi thuyền đại thừa đến biển Bồ Tát hạnh. Trong khoảng một niệm, dùng trí vô công dụng vào cảnh giới trí nhất thiết trí. Nếu có công dụng hạnh, thì dù trải qua vô lượng trong ngàn ước na do tha kiếp cũng không bằng được. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát cũng như thế. Bồ Tát tu hành tích tập vô lượng vô biên tư lương, ngồi thuyền Phật Pháp Đại Thừa đi vào biển Bồ Tát hạnh trí vô sinh, có thể ở trong một niệm dùng trí huệ vô công dụng, tức là không chấp vào tướng mà chẳng cần dùng tâm ý trí huệ, mà thâm nhập vào cảnh giới trí huệ nhất thiết trí, tối thượng tối thủ thắng. Nếu có công dụng hạnh, tức do nguyện lực và phát tâm mà từng chút tu được công dụng, tùy trải qua vô lượng trong ngàn vạn ước na do tha kiếp, như vậy cũng không thể sánh bằng hiện tại khoảng một niệm của địa thứ 8, có thể thành tựu môn trí huệ vô công dụng hạnh. Phật tử, Bồ Tát trụ địa thứ 8 này, dùng trí đại phương tiện, khéo léo khởi vô công dụng giác huệ, quán cảnh giới sở hành của trí nhất thiết trí, đó là quán thế gian thành, quán thế gian hoại, do nghiệp này tập nên thành, do nghiệp này hết nên hoại. Bao nhiêu thời thành, bao nhiêu thời hoại, bao nhiêu thời thành trụ, bao nhiêu thời hoại trụ đều biết như thật. Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát, tu hành Bồ Tát Đạo, tích tập đủ thứ cần lành. Khi Ngài đã tiến vào địa thứ 8 rồi thì dùng trí huệ giác ngộ vô công dụng, không làm mà làm, không dụng mà dụng, không tu mà tu, không chứng mà chứng, để quan sát tất cả cảnh giới tu hành trí huệ tối thượng. Giống như quan sát thế giới này thành tựu như thế nào, lại quan sát thế giới này hủy hoại như thế nào. Nhân tố thành hoại đều do chúng sinh tạo nghiệp thiện ác tích tụ mà thành. Thời kỳ thành gọi là kiếp thành, đợi đến lúc những nghiệp thiện ác hết rồi thì gọi là kiếp hoại. Khi nào thành, khi nào hoại, khi nào thành trụ, khi nào lại hoại trụ, vũ trụ biến hóa không thể nghĩ bàn như vậy, Bồ Tát đều biết rõ ràng. Lại biết địa giới tướng nhỏ tướng lớn, vô lượng tướng tướng khác biệt, biết thủy hỏa phong giới tướng nhỏ tướng lớn, vô lượng tướng tướng khác biệt. Biết tướng hạt bụi vi tế, tướng khác biệt, vô lượng tướng khác biệt. Tùy theo trong thế giới nào có hạt bụi tụ lại và tướng hạt bụi khác biệt, đều biết như thật. Lại biết địa cầu là nhỏ hoặc là lớn, hoặc là vô lượng tướng, hoặc những địa cầu đó đều có tướng khác nhau. Lại biết thủy hỏa phong giới tướng nhỏ tướng lớn, hoặc vô lượng tướng, các thứ đều khác nhau. Lại biết tướng hạt bụi vi tế, tướng khác biệt, tướng chẳng giống nhau. Tùy theo ở trong thế giới nào, hết thảy hạt bụi tụ lại với nhau và tướng trạng hạt bụi khác biệt, Bồ Tát đều biết như thật. Tùy theo trong thế giới nào hết thảy địa thủy hỏa phong giới, mỗi thứ có bao nhiêu hạt bụi, hết thảy báu vật có bao nhiêu hạt bụi, thân chúng sinh có bao nhiêu hạt bụi, thân cõi nước có bao nhiêu hạt bụi, đều biết như thật. Biết chúng sinh thân lớn, thân nhỏ có bao nhiêu hạt bụi mà thành. Biết thân địa ngục, thân súc sinh, thân ngạ quỷ, thân Atula, thân trời, thân người có bao nhiêu hạt bụi mà thành. Bồ Tát đắc được trí biết hạt bụi khác biệt như vậy. Bất cứ ở trong thế giới nào, hết thảy địa thủy hỏa phong giới hạn bốn đại, mỗi thứ có bao nhiêu hạt bụi, hết thảy báu vật như vàng, bạc, lưu ly, xích châu, mã não, sa cừ có bao nhiêu hạt bụi, lại biết thân chúng sinh có bao nhiêu hạt bụi, lại biết có bao nhiêu hạt bụi mới hợp thành cõi nước, tri thức vi diệu như vậy, Bồ Tát đều biết như thật. Lại biết trong thân chúng sinh lớn có bao nhiêu hạt bụi mà thành, trong thân chúng sinh nhỏ có bao nhiêu hạt bụi mới thành tựu. Lại biết thân chúng sinh địa ngục và các thứ thân súc sinh, tất cả thân ngạ quỷ, thân Atula, vân vân, mỗi thứ thân có bao nhiêu hạt bụi. Thân chúng sinh trên trời có bao nhiêu hạt bụi.
Thân con người có bao nhiêu hạt bụi mới thành tựu, Bồ Tát đắc được trí huệ thắng diệu, biết hạt bụi khác biệt như vậy. Lại biết dục giới, sắc giới, vô sắc giới thành, biết dục giới, sắc giới, vô sắc giới hoại, biết dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tướng nhỏ, tướng lớn, vô lượng tướng, tướng khác biệt. Bồ Tát đắc được trí quán tam giới khác biệt như vậy. Bồ Tát lại biết dục giới thành như thế nào, sắc giới thành như thế nào, vô sắc giới thành như thế nào. Lại biết dục giới, sắc giới, vô sắc giới, họa như thế nào. Lại biết dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tướng lớn, tướng nhỏ, vô lượng vô số tướng, đủ thứ tướng chẳng giống, đủ thứ tướng khác biệt. Bồ Tát đắc được trí huệ thượng diệu, quan sát được tam giới thành hoại, đủ thứ tướng trạng khác biệt như vậy. Phật tử, Bồ Tát này lại khởi trí quang minh, giáo hóa chúng sinh, đó là khéo biết thân chúng sinh khác biệt, khéo phân biệt thân chúng sinh, khéo quan sát nơi sinh, tùy sở ứng của họ, mà vì họ hiện thân để giáo hóa thành thục. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị Bồ Tát trụ tại địa thứ 8 này lại sinh khởi trí huệ sáng, dùng để giáo hóa chúng sinh. Ngài biết hết thảy chúng sinh rất rõ ràng, thân tướng của họ khác nhau, loại thân khác nhau, căn tánh trí ngu khác nhau, lại có thể quan sát nơi thọ sinh của những chúng sinh này cũng khác nhau. Ngài có thể tùy theo thân tướng khác nhau, biệt loại khác nhau, trí ngu chẳng đồng, căn tánh khác nhau, ứng với sự mong cầu của chúng sinh, tùy loại mà vì họ hiện thân để giáo hóa họ. Đây cũng như trong phẩm Phổ Môn có nói, người đáng dùng thân Phật độ được thì Ngài liền hiện thân Phật để vì họ nói Pháp. Người đáng dùng thân Bồ Tát độ được thì Ngài liền hiện thân Bồ Tát để vì họ nói Pháp. Người đáng dùng thân Bích Chi Phật độ được thì Ngài liền hiện thân Bích Chi Phật để vì họ nói Pháp. Người đáng dùng thân Thanh Văn độ được thì Ngài liền hiện thân Thanh Văn để vì họ nói Pháp, vân vân. Cho đến người đáng dùng thân Đồng Nam, Đồng Nữ độ được thì Ngài liền hiện thân Đồng Nam, Đồng Nữ để vì họ nói Pháp. Đoạn kinh văn ở trên nói rõ là tùy theo sở ứng mà vì họ hiện thân để giáo hóa thành thục. Giáo hóa chúng sinh là trợ giúp chúng sinh thành thục quả vị Bồ Đề. Bồ Tát này ở trong 3.000 đại thiên thế giới, tùy theo thân chúng sinh tin hiểu khác nhau, dùng trí quang minh khác hiện thọ sinh. Như vậy, hoặc 2 hoặc 3 cho đến 100.000 cho đến bất khả thuyết 3.000 đại thiên thế giới, tùy thân chúng sinh tin hiểu khác nhau, khắp ở trong đó thị hiện thọ sinh. Bồ Tát này thành tục trí huệ như vậy, nên ở trong một cõi Phật, thân Ngài bất động, cho đến ở trong bất khả thuyết chúng hội cõi Phật đều hiện thân Ngài. Vị Bồ Tát địa thứ 8 này, Ngài ở trong 3.000 đại thiên thế giới, Ngài tùy theo loại thân chúng sinh khác nhau và căn tánh tin hiểu khác nhau của chúng sinh mà thọ sinh trong đó. Bồ Tát thọ sinh là căn cứ theo nguyện lực, dùng sức trí huệ mà ứng khắp tùy chúng sinh mà thọ sinh. Bồ Tát không những chỉ ở trong một cái 3.000 đại thiên thế giới như vậy, mà trong 2 cái 3.000 đại thiên thế giới, 3 cái 3.000 đại thiên thế giới, cho đến 100.000 cái 3.000 đại thiên thế giới, cho đến bất khả thuyết cái 100.000 đại thiên thế giới, Ngài đều tùy thân loại căn tánh tin hiểu khác nhau của chúng sinh mà khắp hiện thân ở trong những chúng sinh đó, dùng đại nguyện lực, đại trí huệ thị hiện thọ sinh. Vì Bồ Tát địa thứ 8 này, Ngài đã thành tục đại trí huệ vi diệu thù thắng, cho nên Ngài có thể ở trong một cõi Phật, thân thể bất động, thân tướng cũng chẳng biến hóa, thậm chí có thể đến trong bất khả thuyết cõi Phật, hết thảy đại pháp hội hiện ra thân tướng của Ngài, cho nên nói bát địa là bất động địa. Bát địa Bồ Tát là chẳng động mà khắp cùng pháp giới, chẳng tu mà đầy khắp tất cả hạnh môn. Phật tử, Bồ Tát này tùy thân tâm tìm hiểu đủ thứ khác biệt của các chúng sinh ở trong cõi Phật chúng hội đó mà hiện thân Ngài, như là ở trong chúng Sa Môn thì hiện thân Sa Môn, ở trong chúng Bà La Môn thì hiện thân Bà La Môn, ở trong chúng Sát Đế Lợi thì hiện thân Sát Đế Lợi, như vậy ở trong chúng Tỳ Xá, chúng Thủ Đà La, chúng Cư Sĩ, chúng Tứ Thiên Vương, chúng Trời Tam Thập Tam, chúng Trời Dạ Ma, chúng Trời Đâu Xuất Đà, chúng Trời Hóa Lạc, chúng Trời Tha Hóa Tự Tại, chúng ma, chúng phạm thiên, cho đến chúng trời hữu đình, tùy các chúng loại mà vì họ hiện thân. Bồ Tát Kim Cang Tạng đã gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị Bồ Tát trụ tại địa thứ 8 này, Ngài tùy theo thân tâm hoan hỷ tin hiểu đủ thứ thật hình khác nhau của chúng sinh, mà ở trong cõi nước của mười phương ba đời chư Phật, ở trong các đại chúng hội, tùy cảm mà ứng hiện, dùng phương tiện tự tại thần thông trí huệ của Bồ Tát Bát Địa, mà hiện hiện các thứ thần tướng vi diệu khác nhau. Nếu ở trong Sa Môn, tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni xuất gia thì thị hiện thân tướng Sa Môn, giọng nói pháp yếu,
Nếu ở trong đại chúng Bà La Môn chuyên tu tịnh hạnh, thì Ngài hiện thân tướng Bà La Môn để vì họ nói pháp. Nếu ở trong dòng dõi Sát Đế Lợi tôn quý, thì Ngài hiện thân tướng Sát Đế Lợi để vì họ nói pháp. Nếu ở trong chúng Tỳ Xá, một trong bốn giai cấp ở Ấn Độ, thì Ngài hiện thân tướng người Tỳ Xá để vì họ nói pháp. Nếu ở trong chúng trời Thủ Đà La, một trong bốn giai cấp ở Ấn Độ, cho đến ở trong chúng cư sĩ tín phụng Phật giáo, ở trong chúng trời Tứ Thiên Vương, trong chúng trời Tam Thập Tam, trong chúng trời Dạ Ma, trong chúng trời Đâu Xuất Đà, trong chúng trời Hóa Lạc, trong chúng trời Tha Hóa Tự Tại, thậm chí ở trong chúng ma còn mà cháu, hoặc ở trong chúng Đại Phạm Thiên và trong chúng trời Hữu Đình, chẳng phân biệt quý tiện, Bồ Tát Bát Địa đều tùy theo tâm nguyện ứng cơ giáo hóa, thích ứng thân loại khác nhau tùy loại hiện thân. Ngài dùng từ bi bình đẳng, dùng thân phận đồng loại đồng sự mà hiện hiện nói pháp. Lại nữa, người đáng dùng thân thành văn độ được thì hiện thân thành văn. Người đáng dùng thân Bích Chi Phật độ được thì hiện thân Bích Chi Phật. Người đáng dùng thân Bồ Tát độ được thì hiện thân Bồ Tát. Người đáng dùng thân Như Lai độ được thì hiện thân Như Lai. Nếu gặp người can tánh hoan hỷ nghe pháp môn tứ diệu đế, thì Ngài hiện thân tướng thanh văn để vì họ nói pháp môn tứ diệu đế, trợ giúp họ sớm chứng quả vị thanh văn. Nếu người can tánh hoan hỷ tu pháp môn nhân duyên, thì Ngài hiện thân tướng Bích Chi Phật để vì họ nói pháp môn 12 nhân duyên, khiến cho họ sớm chứng được pháp 12 nhân duyên, đắc được quả vị Bích Chi Phật. Nếu gặp người lợi căn tâm lớn hoan hỷ tu lục độ vạn hạnh, thì Ngài hiện thân tướng Bồ Tát để vì họ nói pháp lục độ vạn hạnh, tu Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo, khiến cho họ sớm thành tựu công hạnh Bồ Tát. Nếu gặp người thượng căn đại nguyện đại lực phát tâm Bồ Đề, thì Ngài thị hiện thân tướng Như Lai phước huệ đầy đủ ba giác viên mãn, 32 tướng 80 vẻ đẹp để vì họ nói con đường thành Phật, khiến cho họ sớm chứng quả Phật. Phật tử Bồ Tát ở trong tất cả bất khả thuyết cõi Phật như vậy, tỷ lòng tin ưa thích khác nhau của các chúng sinh mà vì họ hiện thân như vậy. Phật tử Bồ Tát này ra lìa tưởng phân biệt tất cả thân trụ nơi bình đẳng. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng, cả vị đệ tử của Phật, tướng trạng của Bồ Tát Bát Địa như đã nói ở trên, ở trong tất cả bất khả thuyết, vô lượng, cõi nước, phương tiện tự tại, tùy theo vô lượng tin hiểu khác nhau, sự ưa thích khác nhau của chúng sinh mà tùy cơ ứng hiện, để vì tất cả chúng sinh dễ nói pháp môn khế hợp với căn cơ của họ, giáo hóa họ. Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát Bát Địa này, tuy nhiên Ngài tùy duyên thị hiện đủ thứ thân tướng, nhưng trong ý niệm của Ngài vốn chẳng có thân tướng tồn tại, tùy hiện thân mà chẳng chấp vào tất cả hình tướng, chẳng có mọi ý niệm phân biệt tưởng tượng nào cả. Ngài đối với hết thảy chúng sinh đều bình đẳng như nhau. Bồ Tát này biết thân chúng sinh, thân cõi nước, thân nghiệp báo, thân thành văn, thân độc giác, thân Bồ Tát, thân Như Lai, thân trí, thân pháp, thân hư không. Bồ Tát trụ tại địa thứ 8, Ngài hiểu rõ tất cả loại thân chúng sinh, cũng biết rõ hết thảy hình trạng địa lý cõi nước, cũng biết các loại thân tướng chúng sinh khác nhau và nghiệp báo nhân duyên thọ sinh cõi nước, cũng biết các bậc thánh như thành văn, độc giác, Bồ Tát, thân tướng chứng đắc quả vị của Như Lai là tùy trí gì, tu pháp môn gì mà chứng được thần trí huệ. Pháp thần vi diệu và thân hư không, chẳng hai đồng hư không vô biên không có bờ mé. Những nhân duyên diệu lý này Bồ Tát Bát Địa đều thấu rõ như chỉ trong bàn tay. Bồ Tát này biết tâm ưa thích của các chúng sinh, hay dùng thân chúng sinh làm thân mình, cũng làm thân cõi nước, thân nghiệp báo cho đến thân hư không. Lại nữa, Bồ Tát biết tâm ưa thích của chúng sinh, hay dùng thân cõi nước làm thân mình, cũng làm thân chúng sinh, thân nghiệp báo cho đến thân hư không. Lại nữa, Bồ Tát biết tâm ưa thích của các chúng sinh, hay dùng thân nghiệp báo làm thân mình, cũng làm thân chúng sinh, thân cõi nước cho đến thân hư không. Lại nữa, Bồ Tát biết tâm ưa thích của chúng sinh, hay dùng thân mình làm thân chúng sinh, thân cõi nước cho đến thân hư không. Vị Bồ Tát Bát Địa này, Ngài biết sự hoan hỷ ưa thích trong tâm của tất cả chúng sinh. Loại chúng sinh này ưa thích cái gì, loại chúng sinh kia ưa thích cái gì, Ngài đều hiểu rõ hết. Do đó, Ngài dùng phương pháp phối hợp với họ để thi hành giáo hóa. Ngài hay dùng thân chúng sinh làm thân của chính mình, với chúng sinh dung làm một thể. Có lúc Bồ Tát thị hiện một cõi nước, hoặc núi, hoặc biển, hoặc đại địa. Bồ Tát vì độ hóa chúng sinh mà phải hiện thân thuyết pháp, cần phải dùng các thứ phương pháp, phương tiện, giống như ở trước Vạn Phật Thành có rất nhiều phòng xá, thì có rất nhiều tín chúng đến tụ hội với nhau giảng kinh thuyết pháp, tu hành biện đạo. Bạn nói đó chẳng phải là thần Phật, thần Bồ Tát thì hiện chăng? Vì chúng ta chưa đắc được con mắt trí huệ,
Tuy ở tại thần Phật và thần Bồ Tát cũng chẳng biết, cũng giống như con kiến ở trên chiếc thuyền lớn suốt ngày bỏ đi khắp nơi. Nhưng nó chẳng biết chiếc thuyền đó rốt ráo lớn cỡ nào. Hình trạng ra sao cũng như vậy, chúng ta ở trong cõi nước của Phật và Bồ Tát thị hiện điên đảo mộng mị cũng không biết ở trên thân của Phật hoặc trên thân của Bồ Tát. Do đó đối diện chẳng nhận ra Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát có lúc thị hiện một người ác, làm việc ác, thọ ác báo khiến cho mọi người nhìn thấy, hiểu rõ, cảnh tỉnh. Có lúc Bồ Tát thị hiện là một người thiện, làm việc thiện, thọ thiện báo, khiến cho chúng sinh nhìn thấy, biết nhân quả tuần hoàn, bình đẳng không sai. Vạn sự vạn vật trên thế gian, bất luận hữu tình, vô tình, thị phi thiện ác đều đang diễn nói diệu pháp. Con người diễn nói diệu pháp của con người, phi cầm tẩu thú diễn nói diệu pháp của phi cầm tẩu thú. Cây cối hoa cỏ diễn nói diệu pháp của cây cối hoa cỏ. Nước suối chảy, tiếng gió chim hót đâu chẳng phải là đang nói diệu pháp, chỉ là phàm phu mê nơi hư vọng, hoàn toàn không minh bạch chư Phật Bồ Tát thị hiện cảnh giới mà thôi. Có người minh bạch một chút Phật pháp lại bán tín bán nghi, có người tin thì tin mà chẳng y pháp tu hành, suốt ngày phóng dật dâm dục vô diễn qua loa, tụng kinh lễ Phật chỉ là hình thức bên ngoài, tự hào chẳng có sự thành tâm. Có người tin cũng kiên thành, nhưng tâm chẳng thường hằng nên chưa đắc được lợi ích, phế bỏ giữa đường. Có người tâm tin chưa thành, lại do thấy tín chúng ít mà dao động. Những hiện tượng như vậy khắp ở trong tâm chúng sinh, cũng do căn lành của chúng sinh mỏng manh. Bồ Tát có lúc hiện thân hư không, nghĩa là dùng pháp giới làm thể, hư không làm dụng. Bồ Tát lại biết sự ưa thích trong tâm của tất cả chúng sinh. Bồ Tát hay dùng thân cõi nước làm thân của mình, cũng hay dùng thân của mình làm thân chúng sinh, cũng hay dùng thân của mình làm thân nghiệp báo, cũng có thể thị hiện làm thân hư không. Hư không thì thủ lấy không thể được, xả cũng không thể xả, vì chúng sinh không thể lìa khỏi hư không, cho nên trong bất khả đắc tức chẳng đắc, đây tức là bổn thể của hư không. Bồ Tát Bát Địa lại biết sự hoan hỷ ưa thích trong tâm của tất cả chúng sinh. Chúng sinh tư tưởng hỷ lạc, thường hướng về sự điên đảo, do đó mà biểu hiện, cũng thường gặp nơi chánh pháp, phần nhiều hiện sự điên đảo trong nhãn quang của chư Phật Bồ Tát. Nhưng ở tại phần chúng sinh nhận rằng sự hỷ lạc đều rất chánh thường. Bát Địa Bồ Tát cũng thường hiện thần thiện ác nghiệp báo, khiến cho chúng sinh biết thiện có thiện báo, ác có ác báo, chẳng phải không báo, mà là thời cơ chưa đến. Ngài cũng hay hóa hiện thân chúng sinh làm thân mình, cũng hay hóa hiện cõi nước sơn hà đại địa và phòng ốc nhà cửa làm thân mình, cho đến hóa hiện làm thân hư không. Tận hư không khắp pháp giới đều sung mãn thân Phật và Bồ Tát, lại biết trong tâm chúng sinh hoan hỷ ưa thích, hay dùng thân mình biến hóa làm thân tướng chúng sinh, hoặc hóa hiện làm thân tướng cõi nước, cho đến hóa hiện làm thân tướng hư không. Sao lại dùng pháp trí hư không những danh từ trừu tượng này có thể làm thân mình? Vì Phật và Bồ Tát đều là tâm bào thái hư, thần tâm và pháp trí đã dung làm một thể thì tự nhiên ứng hiện ra pháp trí thân. Tâm bào thái hư thì tự nhiên cũng đồng một thể với hư không, cho nên nói hiện thân hư không, đây tức là ý nghĩa là tùy các chúng sinh ưa thích khác nhau liền ở nơi thân này hiện thân như vậy. Bồ Tát này biết thân chúng sinh tập nghiệp báo thân, phiền não thân, sắc thân, vô sắc thân. Bát Địa Bồ Tát, Ngài biết căn tánh của chúng sinh ưa thích khác nhau, các thứ loại thân cũng có sự khác biệt. Vì phương tiện giáo hóa nên tùy theo sự ưa thích khác nhau của chúng sinh mà hóa hiện giống như thân hình chúng sinh để tiếp cận đồng với chúng sinh. Bồ Tát biết chúng sinh nên hay hiện các thứ loại thân khác nhau, là họ đều tự tụ tập đủ thứ thiện nghiệp, ác nghiệp khác nhau mới có nghiệp thân này. Vì nghiệp lực thiện ác khác nhau nên chiều cảm quả báo khác nhau, quả báo thân đắc được cũng khác nhau. Chúng sinh do vô minh tạo tác đắc được phiền não ràng buộc vô hạn, thành tựu thân phiền não. Sắc thân là thân có hình có sắc, vô sắc thân là thân chẳng có hình cũng chẳng có sắc. Lại biết thân cõi nước như tướng lớn, tướng nhỏ, tướng vô lượng, tướng nhiễm, tướng tịnh, tướng rộng, tướng đảo trụ, tướng chánh trụ, tướng vào khắp, tướng lưới vương khác biệt. Bát Địa Bồ Tát lại biết Bồ Tát khác hiện ra tướng hình cõi nước, cõi nước hình tướng nhỏ, hoặc cõi nước hình tướng lớn, hoặc cõi nước hình tướng vô lượng vô biên, hoặc tướng cõi nước nhiễm ô, hoặc tướng cõi nước thanh tịnh, hoặc hình tướng cõi nước rộng lớn, hoặc tướng cõi nước đảo trụ, hoặc hình tướng cõi nước chánh trụ, hoặc hình tướng cõi nước vào khắp tất cả, hoặc là hình tướng cõi nước giống như lưới vuông, cõi nước lưới tròn, có hình tướng khác biệt chẳng giống nhau. Biết nghiệp báo thân giả danh khác biệt, biết thân thành văn, thân độc giác,
thần Bồ Tát giả danh khác biệt. Biết thần Như Lai có Bồ Đề thân, Nguyện thân, Hóa thân, Lực trì thân, Tướng hào trang nghiêm thân, Hoài thế thân, Ý sinh thân, Phước đức thân, Pháp thân, Trí thân. Bồ Tát lại biết các thứ thần nghiệp báo, đều căn cứ sự tạo tác nghiệp nhân của họ khác nhau mà định xuống những danh từ giả này. Lại biết thần Thanh Văn, thần Độc Giác, thần Bồ Tát, hàng Nhị Thừa và Bồ Tát đều do các ngài tu chứng quả vị mới có sự khác biệt. Pháp môn tu trì đều có sự chuyên tâm khác nhau mà định xuống danh hiệu giả khác nhau. Bồ Tát lại biết Phật có Bồ Đề thân là thành tựu vô thượng giác đạo mà chứng được thần Phật viên mãn. Nguyện thân là thân tướng nguyện sinh về cõi trời đâu xuất. Hóa thân là Phật tùy duyên ứng hóa nhiều loại thân tướng khác nhau. Lực trì thân là tự thân xá lợi chủ trì. Tướng hảo trang nghiêm thần là hết thảy thật báo thần, thần vô biên biển tướng trang nghiêm 32 tướng tốt. Hoài thế thần là thần hết thảy trí huệ quang minh nhiếp thọ điều phục chúng sinh mà hiện oai nghiêm. Ý sinh thần là thần hết thảy đồng một thế giới hoặc chẳng đồng một thế giới hoặc tầm xuất thế đã được giải thoát của bậc thánh vô tác ý mà sinh. Phước đức thần là thần hết thảy phước chẳng cùng với hàng nhị thừa hay làm nhân thiện rộng lớn mà trong các lành sẽ được quả Phật. Pháp thần là pháp thần thanh tịnh của Như Lai đã hết tất cả các lậu, vĩnh tuyệt, hài hạnh, ba giác viên mãn, phước huệ đầy đủ. Trí thần là thân tướng đã ra khỏi các chướng cấu, đã thành tựu đại viên cảnh trí, chứng được bình đẳng, tất cả sự lý viên dùng vô ngại, mà hơn hẳn các ngoại đạo. Biết trí thần khéo tư duy lượng tướng, tướng quyết đoán như thật, tướng nhiếp quả hành, tướng thế gian xuất thế gian khác biệt. Tướng tam thừa khác biệt, tướng cộng, tướng bất cộng, tướng xuất ly, tướng chẳng xuất ly, tướng học, tướng vô học. Bồ Tát lại biết các thứ tướng trí huệ thần khác nhau, như khéo tư duy độ lượng sự lý, từ văn tư trí huệ mà khéo hiện từ lượng tướng. Từ trong trí huệ đắc được đối với giáo lý đều thông đạt, lại có sự quyết đoán xác thực tất cả tướng quyết đoán như thật. Lại thông tam huệ, nhân quả phân minh, hành tức là nhân, là tướng quả hành nhiếp. Có tướng trí huệ khác biệt giữa tục trí thế gian của phàm phu, cũng có trí huệ xuất thế gian của bậc thánh tam thừa, có tiểu thừa thập trí, trung thừa 77 trí, đại thừa quyền thật vô lượng trí, đó là xuất thế. Tướng đại tiểu trong tam thừa khác biệt. Tướng cộng còn gọi là đồng tướng, tướng tựa bát nhã, thông nơi tha tướng gọi là cộng tướng. Tướng bất cộng còn gọi là dị tướng, chẳng thông với tướng khác, chỉ một biệt tính. Trong đại thừa phân biệt thô diệu, bát nhã thâm sâu chẳng cùng với hàng nhị thừa, gọi là tướng bất đồng. Tướng xuất ly là tướng xuất ly tam giới, tướng chẳng xuất ly là tướng vẫn chưa xuất ly tam giới. Đây là sự phân biệt thành tựu trên phương diện tu hành. Tướng học, nghiên cứu chân lý, mộ cầu thắng kiến, dùng đoạn vọng khử hoặc làm thông tú,